Đây là cái gì? Tạo chữ bằng hình ảnh. Bằng hành động của cơ thể. Đúng không? Cái này là cách hình rất khó. Có nghĩa là quyền này thì nó phù hợp với tất cả các học vùng miền, các học sinh. Em cảm giác cái quyền này là ổn nhất. Nghiêm túc, sôi nổi. Đó là không khí sinh hoạt tại các tổ chuyên môn ở bất cứ trường tiểu học nào của Hà Nội những ngày này. Đây được coi là bước quan trọng đầu tiên trong quy trình chọn sách. Vậy là hàng trăm nghìn giáo viên sẽ tham gia nghiên cứu chương trình và đọc sách giáo khoa. Sau đấy thì sẽ bỏ phiếu để mà lựa chọn cái danh mục sách giáo khoa phù hợp nhất đối với cơ sở giáo phổ thông của mình. Đây là một kênh quan trọng để hội đồng nghiên cứu với các cái thông tin có trong sách giáo khoa để lựa chọn. Niềm vui được trao quyền chọn sách lại càng khiến trách nhiệm của công việc này lớn lao hơn. Thế nên hầu hết các giáo viên đều lo lắng về chất lượng lá phiếu của mình. Khi tới nay, công việc nghiên cứu sách vẫn đang vấp phải nhiều khó khăn. Từ các nhà xuất bản đưa về các nhà trường thì không đủ 32 đầu sách cũng được định hướng của phòng giáo dục cung cấp các cái đường link online. Tuy nhiên, cùng một thời điểm mà rất nhiều các thầy cô truy cập vào, cho nên là cũng có những cái đầu sách mà thực tế là không link được. Hay là ngoài việc các đầu sách chính thì chúng tôi chưa được nhận những cái đầu sách tham khảo đồng hành cùng với những đầu sách chính này. Chúng tôi phải soạn bài, thiết kế bài giảng để làm sao cho phù hợp với học sinh và đặc biệt là phải làm sao thực sự hiệu quả. Thì cái sách giáo viên là cái sách mà chúng tôi có thể bám sát vào đấy để tổ chức các hoạt động. Ngoài thiếu bản mẫu sách, thiếu sách giáo viên, thì quy định thời gian hoàn thành việc chọn sách chỉ khoảng hơn một tháng cũng đang làm khó các nhà trường. Để tránh bị động, nhiều cơ sở giáo dục tư thục đã tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa mới trước khi có thông tư hướng dẫn. Đến nay, hội đồng giáo dục của cơ sở này đã tổ chức được nhiều buổi hội thảo lấy ý kiến cho quy trình thẩm định sách. Rất là chi tiết. Còn có một sách quan trọng nhưng không quan trọng bằng bồi dưỡng để dạy sách đó như thế nào thì thành bại hay không thì lại là ở mặt trận thực tiễn kia, chứ còn nếu sách thì chỉ đạt được 30%. Tôi nghĩ là 70% phải là giáo viên. Công tác bồi dưỡng giáo viên vốn được các nhà trường sắp xếp phù hợp nhất vào thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị ảnh hưởng bởi thực tế các mốc thời gian trong năm học này đã được lùi lại do học sinh toàn quốc đã và tiếp tục phải nghỉ học vì dịch COVID-19.